Dãy núi Lang Biang hùng vĩ gắn liền với truyền thuyết câu chuyện tình của chàng Lang và nàng Biang xinh đẹp. Dãy núi còn gắn liền với bao thế hệ đồng bào Cờ Ho, cũng như những tập tục ăn sâu trong huyết quản tạo nên nét văn hóa đặc sắc rất riêng của người dân nơi này, tục bắt chồng. Những câu chuyện ly kỳ như cô nàng có toàn quyền hẹn hò cho người sang mai mối, chờ nhà trai ra giá thách cưới, và cuối cùng là nàng sẽ ra tay bắt chồng lúc nửa đêm. Thực hư câu chuyện ra sao? Hãy cùng đoàn làm phim chúng tôi tiến sâu vào thung lũng của người Cờ Ho, nơi có tập tục mẫu hệ kỳ lạ này. Con đường vào làng đồng bào Cờ Ho nằm trên cung đường huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Không như chúng tôi tưởng tượng, thẳng tắp, thênh thang, và đường dây điện đã mang ánh sáng văn minh vào tận bản làng. Cuộc sống của người đồng bào Cờ Ho nay đã khấm khá hơn nhiều. Những ngôi nhà mái đỏ tinh tươm mọc ngay cạnh ngôi nhà dài truyền thống. Theo sau là những vườn tiêu bát ngát và những cánh cà phê nở hoa trắng muốt trước hè. Chúng tôi tìm đến nhà già làng người Cờ Ho để tìm hiểu thêm về tập tục bắt chồng. Nhà già của già làng Cơ Bren được giữ gìn khá nguyên vẹn. Bước chân vào ngôi nhà dài, chúng tôi hít thật sâu hương vị Tây Nguyên hiếm hoi còn sót lại. Sau chặng đường hơn 300 cây số, từ mùi gỗ, mùi hơi đất ẩm, vị rượu cần ủ dưới trái nhà, mớ lá ướp thịt treo trên giàn bếp. Tây Nguyên qua bao mùa trăng nữa, liệu có còn không những văn hóa đậm chất núi rừng này? Trước hết về tập tục dân tộc Cờ Ho Sre á, thì ngày xưa thì đúng ra là người con gái mà thường đi nhà con trai á, là đúng là con gái thì thích người con trai á, người con gái là đúng là mới nói là ơi mẹ ơi, chắc con trai này có thể là được tìm hiểu ưng ý với con. Tới lúc đó người ta đi hỏi cho nhau. Theo hướng dẫn của già làng Cơ Bren, chúng tôi tìm đến nhà cô nàng Ca Châu. Lân la rồi làm quen. Sau phút bẽn lẽn, cô ngập ngừng tâm sự. Lúc em gặp ảnh thì cũng chung trong dòng họ nên là em sống và lớn lên cùng ảnh. Đi chơi, đi làm cùng ảnh và cứ thế thì nảy sinh tình cảm. Ba má em cũng ngỏ lời với em là thích ảnh làm về, thích lấy ảnh về làm con rể và hỏi em, thế là em đồng ý. Trước khi qua đám hỏi thì ba má em cũng hỏi em và em trả lời công ưng, nên ba má đi kêu với họ hai bên họ hàng, bên dì em và bên dì của anh đó, rồi chọn ngày nhà em qua đám hỏi bên nhà con trai. Lần theo con đường thẳng tắp thênh thang vắt qua một ngọn đồi, chúng tôi tìm đến nhà anh Ca Viên. Nếp biên gian ngói đỏ là những căn nhà dài truyền thống quen thuộc. Chàng Ca Viên vạm vỡ, rắn giỏi và đậm chất Tây Nguyên. Một chút ngập ngừng, anh kể cho chúng tôi về lần đầu gặp cô nàng Ca Châu xinh xắn. Trong lúc đang đi lang thang ngoài đường, rồi gặp cô này, rồi không biết để ý sao, thì thấy trong mắt mình như thế, tờ mời quá nên chắc cũng thích cô này, nên vài năm sau nữa thì em cũng tỏ tình với cô ấy. Theo tục lệ của người đồng bào dân tộc Cờ Ho thì mỗi lần mà cưới xin như vậy là bên nhà gái họ đi đám hỏi. Khi mà hỏi ý kiến thường thường á là từ 1 đến 3 hôm, tức là 3 đêm, tức là đêm thứ 3 thì bên nhà trai mới đồng ý. Đồng ý tức là cho hai đứa nó lấy nhau. Gia đình bên vợ hỏi em thì tâm trạng rất vui và hạnh phúc. Theo phong tục người Cờ Ho thì gia đình Ca Châu phải mất 3 đêm để đi hỏi. Ông cậu là người quyết định quan trọng nhất, nên nếu đồng ý, ông cậu sẽ có mặt để trả lời khi nhà gái quay lại vào đêm thứ 2. Rồi sau khi mà đã đồng ý với nhau rồi đó, hai bên như vậy á, thì theo tục lệ đây là họ sẽ đòi những cái đồ đạc gọi là để trả lễ cưới, tức là bên nhà trai đòi.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của chúng tôi, ông cậu đã nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi đến nơi mà ông đã tiến hành lễ hỏi cho cháu trai mình. Trên quãng đường đi, ông tự hào kể về tập tục bắt chồng đặc biệt của dân tộc mình với chất giọng sảng khoái, âm vang đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Đây là những cái quang cảnh mà chúng tôi đã tổ chức lễ đám hỏi của cháu lần đầu tiên. Đây là một cái nhạc tượng trưng của bàn thờ. Đây là những cái hoa văn của người dân tộc Maho. Và có cái trống. Hôm đó thì chúng tôi cũng đánh trống. Còn tất cả cái thủ tục mà khi mà đám hỏi như vậy là làm ở đây. Chúng tôi làm con gà, rồi cúng bái, rồi tất cả những lễ vật mà bên nhà gái đưa cho nhà trai thì chúng tôi sẽ để tất cả ở đây có cái mâm. Rồi sau đó rồi thì tôi tổ chức ăn uống với họ nhà gái ở trong cái nhà này. Theo thỏa thuận ghi trên tờ giấy thì lễ vật họ nhà trai thách cưới bao gồm đủ là rapu đủ mày, tức là một số một là một con trâu, tức là một con trâu cái. Một con trâu cái, 40 triệu tiền mặt, một cái ổi cho mẹ chồng, một loại khăn choàng của người Cơ Ho cùng 8 cái ổi khác loại thường. Tiền thăm hỏi là 6 triệu, mà phải có ngay để nhà trai còn chia cho những người làm chứng. Vàng cho cô, cậu, một cái áo cho ông chú, một bộ vest cho bố chồng, 4 chuỗi hạt. Theo phong tục ngày xưa thì các chuỗi hạt này khoảng 60 viên và phải bao quanh đủ một vòng của cây dù. 4 cây dù, 2 cái cho đàn ông và 2 cái cho đàn bà. 1 cái bát bằng đồng, 1 ché rượu thay thế cho anh con trai đã đi lấy vợ. Đây là cái chế rau cần mà bên nhà gái đưa sang cho nhà trai. Cái này tượng trưng là khi mà cháu của tôi đã về nhà vợ thì dòng họ bên nhà tôi thì tượng trưng lại cho cái chuỗi này thay cái con trai, cái cháu của tôi đã về nhà vợ. Dạ, lúc qua đám hỏi thì người con gái thì không được qua, chỉ được ba má và bên ba má, cậu của con gái và dì của con gái qua hỏi. Và lúc mà con trai nhận lời rồi thì con gái mới được qua, hoặc là con trai không ưng, con trai từ chối thì cũng kêu con gái qua. Theo truyền thống, mọi lễ vật sẽ được thể hiện bằng các đoạn dây lạc. Nhưng ngày nay, mọi việc đã dễ dàng hơn. Một bản danh sách được xác lập, ghi rõ ràng để hai bên gia đình cùng xem và ký kết với nhau. Và đêm thứ ba sẽ tiến hành làm lễ hỏi cho đôi trẻ. Một trong những nghi thức không thể thiếu trong buổi lễ, nhà trai phải chuẩn bị một bát cơm đầy, phía trên để nhẫn cưới. Chàng trai và cô gái phải cùng ăn hết chén cơm và một cái đùi gà nướng. Ông cậu sẽ dùng cái ổi chùm lên đầu họ. Sau đó, hai người sẽ cụng đầu 3 lần là hoàn tất lễ. Họ đã chính thức trở thành vợ chồng và có thể cùng nhau chung sống. Sau khi tiến hành đầy đủ các nghi thức đúng theo tập tục của người Cờ Ho, dân làng sẽ cùng ăn uống, chúc mừng đôi trẻ. Sau đó, gia đình cô gái ra về. Dạ, đám hỏi xong rồi, bên người đồng bào thì có đám kia là đưa con trai về nhà con gái. Từ bữa đó thì con trai mới được ở nhà con gái ạ. Gió vẫn thổi trên ngút ngàn cao nguyên Lộc Gió. Cảnh vật Tây Nguyên nơi đây có thay đổi ít nhiều, nhưng những nghi thức truyền thống từ ngàn đời nay vẫn còn nguyên vẹn. Vậy câu chuyện bắt chồng của người Cờ Ho đã rõ, nhưng vẫn còn một điều chúng tôi thắc mắc về tập tục hỏi cưới. Sao lại là ban đêm mà không phải ban ngày? Những người đàn ông Cờ Ho đã trả lời chúng tôi bằng một tràng cười ngất ngây sảng khoái. Tại vì cái nôm na thì nói thật với anh là, cho nên nếu mà họ đi ban ngày á, thì họ vô, ví dụ như vào bên nhà gái vô nhà tôi bên này thì tôi nói là tôi không đồng ý, thì tất cả hàng xóm làm gì người ta sẽ biết ở mấy người đó đi đâu vô nhà đó, ta đi hỏi giờ mà người ta không đồng ý rồi về không, hai bàn tay trắng họ cũng rất là mặc cảm. Thì họ nghĩ là cái con gái của họ là thế này thế khác, rất là mặc cảm đó. Có thể là xấu gái hay là tính tình không đẹp thế này thế khác lung tung hết. Cho nên họ đi ban đêm, được thì tốt, mà không được thì cái nhà tôi cứ đi về rất là im dịu, ở trong ban đêm không ai biết, không ai thấy, cho nên mới tổ chức đi ban đêm.
cuộc sống nơi đây vẫn tiếp diễn thanh bình. Những đứa bé lớn lên hồn nhiên như cây cỏ, hiền lành như dòng nước mát và vững vàng như cây cổ thụ giữa rừng già. Những lớp trẻ sẽ lớn lên và tiếp tục gìn giữ sản vật tinh thần quý giá mà cha ông chúng đã từng gìn giữ cho thế hệ mai sau và mai sau nữa. Ngọn núi Lang Biang hùng vĩ che bóng xuống những mái nhà Cờ Ho sung túc, nơi có những đôi trai gái yêu nhau như chàng Ca Viên và nàng Ca Châu. Và sau một tuần, chàng trai Ca Viên sẽ chính thức dọn sang chung sống cùng vợ và gia đình cô. Sẽ thêm một mái nhà nhỏ ấm cúng và một bếp lửa hồng cho vơi bớt cái lạnh lẽo cao nguyên. Khi được chúng tôi hỏi về cảm giác đi bắt chồng, đôi vợ chồng trẻ bẽn lẽn cười chia sẻ. Dạ, theo em là con gái thì em thích ạ. Tại vì mình con gái mà mình thích ở nhà mình sướng hơn ạ. Thì mình là người dân tộc mà, nên cũng theo phong tục là người dân tộc, nên cũng chấp nhận ra ở nhà giường. Chúng tôi đã không kịp ở lại dự tiệc cưới của anh chàng Ca Viên và cô nàng Ca Châu, nhưng chúng tôi đã chứng kiến được một tình yêu của chốn cao nguyên rộng lớn và tập tục bắt chồng độc đáo của đồng bào nơi đây. Những cô nàng Cơ Ho của cao nguyên Lang Biang hùng vĩ đã viết lên câu chuyện khác biệt trong mối tình của chính mình.